Lời nói đầu tiên với quốc hào đến cả nhà một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất nha. Chúc anh em đồng nghiệp mình thăm bảy chúng lớn. Hôm nay thăm bảy gắn cả nhà đi với anh Hoàng. Hoàng chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Mình cũng tới địa điểm rồi nè. Trước này thì mình có cái bẫy đầu tiên luôn nha. Cái mình chuyển camera lại vô tới cái bẫy đầu tiên luôn. Cái bẫy đầu tiên luôn cả nhà. Cái bẫy này thì mình mới chạy nền nè. Thăm chiến đầu tiên luôn, coi có hàng gì không. Hoàng vô thăm mấy Hoàng. Cái bẫy đầu tiên là cái bẫy tiền đâu. Cho nó lội cái đường mương cái nhà. Mấy cái đầu tiên là thấy mát mẻ rồi đó Hoàng. Dính không? Con gì? Con gì? Hoàng nó có hàng này to. Được nhì không? Trời ơi. Hành ba luôn hả? Đẹp đâu. Con hành ba luôn cả nhà. Đây. Cái bẫy thứ hai luôn cả nhà, cho ông Hoàng nó vô thăm nha. Cái này thì ở chiến rồi cũng chạy được con hành nhì khá là ngon. Con hành đầu tiên nãy thì nó bị kẹt đầu mình thả luôn rồi cả nhà. Nhỏ quá nó bị chạy ra kẹt cái đầu thả nó luôn. Cái bẫy thứ hai thì sao đây? Sao? Chuột con. Chuột con á? Rồi, chuột con rồi cả nhà. Cái bẫy thứ ba luôn cả nhà. Cái bẫy này thì người ta chặt cây trống hết, không biết cái bẫy mình còn không đây. Cái bẫy thì nằm ở trong đây. Còn bẫy cả nhà. Hình như có phân này. Phân này chắc phân ngựa quá. Bây giờ phân ngựa 95% rồi cả nhà. Phân nó thì nằm ở góc bên đây nè. Đây. Phân nó một bệt nè. Phân này là phân ngựa rồi. Rồi, con ngựa này chắc cũng không nặng lắm đâu. Đây cả nhà, còn con ngựa. Con ngựa vàng khè. Con này chừng nửa ký à. Đây. Có hàng thì cũng vui rồi cả nhà. Cái bẫy tiếp theo mình sẽ quay chia sẻ tiếp nha. Cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà. Cái bẫy tiếp theo thì mình đặt ở trong đây nè. Chui vô. Rồi, mình thấy hình như có hàng này cả nhà. Thấy cái khoanh đó kìa. Nhưng mà con gắn này nó nhỏ à. Thấy cái khoanh nó cũng nhỏ à. Đây. Mình dòm lại cả nhà thấy không? Hơi mờ chắc cả nhà nhìn không thấy đâu. Vô lấy rồi. Gái không đi ông Hoàng nó vô lấy nha. Ở dưới cái cây này gai không cả nhà. Thì từ thôi đừng có dạch trống quá bể điểm ơi. Ừ. Thịt nhì không? Nhì. Thịt nhì cũng ngon rồi. Đù, thấy trong cái nó hơi nhỏ ra đây thấy nó cũng to nè. Con này chắc được 3,5 lần. Cái bể phụ lại quay. Đây cả nhà cũng ngon nha, 3,5 lần 4 lạng á. Vô bữa đầu luôn gì Hoàng, bịch chúa còn nguyên si luôn kìa. Cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà. Rồi sao Hoàng muốn gỡ lại chèo cà phê không Hoàng? Gỡ chứ. Gỡ. Chứ trước thì hai anh em mình cá chèo cà phê. Nó đặt cái góc này một cái, mình đặt góc bên kia một cái. Của mình thì dính của nó không dính nha. Nó thua anh chầu rồi, chuyến này nó muốn gỡ lại nè. Còn tức mấy bạn đó nha. Ừ. Rồi, gỡ không? Chắc thua thêm một cầu này, kèo này nữa quá. Vô thăm đi.
đơn đúng không? Rồi, ok. Chùa con đây, chùa con. Chùa con phải không? Nha cừ là biết rồi. Của mình thì sao đây? Cho ông Hoàng nó thua một kèo nữa coi. Con hành to to coi. Tới cái bẫy về cả nhà. Cái bẫy bên trong cái bụi chuối. Khui hàng, khui hàng. Rồi cái bẫy nghe te. Trời ơi. Con hố ngựa. Siêu mini. Con hố ngựa này mấy ông Hoàng đau lòng thiệt nè. Hoàng. Con ngựa này là đủ làm Hoàng chết rồi đó. Trời ơi là trời. Sao? Cho tài có gắn là được rồi phải không? Ủa bà, thí dụ bà con không có gì sao? Cũng thua luôn hả? Tính gắn thôi. Đâu? Con ngựa dừng lạng rồi cả nhà. Mới đẻ hồi sáng nè. Con ngựa làm thú cưng luôn con ngựa này. Chiến còi dính mẹ nó đó. Chiến này nó mới nở ra nè. Chiến còi dính con ngựa đẻ trứng luôn đó. Ừ. Thì con này thua cà phê đau lòng không? Con này mới đau thiệt nè. Chiến sao chắc nghĩ cá nhà tại đây nguyên bài vậy không được không? Được cái hai con ngựa phải không? Hai con ngựa một con hành. Có con hành trước đây. Bữa nay mình cho Hào lên camera một bữa ở nhà. Cho anh Hào bắt rắn thể hiện một bữa. Này cũng ngon mà hành gì. Được cái không? Được. Wow. Bắt 4 lạng. Con rắn đầu tiên. Quá sướng. Vô vỏ lưới. Đây con ngựa thả. Con ngựa làm Hoàng đau lòng. Đừng có nói nữa. Chiến trước đau lòng thằng rồi chiến này đau lòng nữa. Con này mới đau thì nè. Trời ơi, vô bữa đầu bịch lúa còn nguyên si luôn nè. Thả lấy ra ruộng ơi. Con ngựa này mới đẻ hôm qua. Thả ruộng ơi. Đây, ú, dữ nữa. Đó, còn táp cái đó nha. Khá là hung rồi. Mắt đục ngầu sắp lột sao? Mới bị lớn lột. Con ngựa này cũng to nè. Có nửa ký á. Đây, vàng khè. Nó 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 nó. Quá dữ anh em ơi. Cắn như chó vậy. Đúng là con hổ chó nha cả nhà. Rồi vô vỏ lưới. Rồi để anh em bắt chuột vô đặng tới bãi tiếp theo quay về cả nhà xem tiếp nha. Cái bẫy tiếp theo. Cái bẫy tiếp theo thì nằm ở trong đây nè. Ô, hình như lộn chỗ rồi. Bên đây thì phải. Đây. Thăm hai ba cử mà nó còn lộn chỗ nữa cả nhà. Rồi thấy con chuột còn luôn rồi. Sao cái bẫy hỏng đắt dữ vậy? Rồi con ngựa. Chính con hổ ngựa cả nhà, tưởng con chuột. Thấy cái mình con ngựa tưởng là con chuột rồi chứ.
Có thì cũng vui. Con này khoảng 400 gram. Rồi để mình lấy bẫy phụ đặt lại đi tiếp luôn nha. Cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà. Cái bẫy này thì cũng hay có hàng nè, đa số là dính người phải nhiều. Rồi, hay có hàng luôn. Sao vậy? Mắc luôn hả? Ừ. Coi có con gì tha không? Con gì tha hết. Rồi, mắc tiêu có bẫy rồi cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua nha. Ai chưa đăng ký thì bấm nút đăng ký hoàn toàn miễn phí để tiếp thêm động lực cho mình nha. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều luôn. Trước này thì mình có cái bẫy tiếp theo nè. Cái bẫy này thì chạy được 2 con rắn ở cả nhà. Con hành nhất, con hành nhì. Chiến này thì sao đây? Cho ông Hoàng nó đang vô thăm. Dính không? Bự không? Đâu đâu? Lấy ra lại, lấy ra lại. Có hàng nữa này cả nhà. Đúng là cái bẫy huyền thoại. Cái bẫy này thì chạy rất là ngon. Mà ngựa mấy to nha. Chừng 4 lạng. Có thì cũng vui rồi cả nhà. Cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà. Khu này bị bể rồi cả nhà. Mắc bẫy quá chừng. Nãy giờ thì mình không có quay luôn. Đâu qua 3-4 cái mắc hết trơn. Cái này thì không biết còn không đây. Hoàng cho thăm hay Hoàng. Rồi còn phải không phải rút luôn các bạn ơi. Còn. Rút luôn ơi. Gắn chạy thì yếu còn mắc bẫy quá chừng. Mấy cứ đầu đi. Hả? Con gì? Bự không? Hành củng hả? Đâu đâu đâu. Mấy chiếc đầu thì không có mắc bẫy cả nhà, mấy chiếc sau này bể điểm sao mắc bẫy quá chừng luôn. Con hành khủng lắm mà. Con này bù lại mấy cái bẫy mắc à? Đâu đâu đâu. Có khoan luôn hả? Đây cả nhà ơi. Khoan bự lắm. Đâu có thấy khoan nó đâu. Hình như chút chẳng. Có khoan nó nè. À, con này chừng 6 lạng. Đúng không? Con đâu có khủng lắm đâu. Nhất. Nó cũng có khủng mà. Con này nó nhất thì nhất rồi đó. Mà đâu được gắn đại đâu, gắn nhất à. Chừng 7 lạng. Rồi rồi em đặt lại cái này rồi. Mà để mình lấy bẫy phù đặt lại rồi đi tiếp luôn nha. Trong đây thì mình có cái bẫy nữa cả nhà. Để mình thăm cái này rồi bắt mấy con rắn ra luôn nha. Cái gì? Con gì? Bự không? Đâu 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 đâu. Đâu? Con hèo cả nhà. Con hèo này 6 lạng, 6-7 lạng không có được to lắm. Có thì cũng vui. Bắt gắn ra luôn cả nhà. Đây một con hèo. Con hèo này là trình 6-7 lạng. Đây, con hèo mini. Đây con ngựa. Mấy ngựa đang đó. Hai con ngựa. Một con hành nhất. Đây. Con hành này khoảng 7-8 lạng ngay cả nhà. Tao đưa điện thoại vô đây. Vô đây. Cái từ từ coi ra. Đưa từ từ thôi. Ủa đổ tót mồ hôi. Con hành khủng ngay cả nhà. Con này thấy cũng dĩ cũng to lắm, bắt ra là to lắm đó. Đây, nãy là cỡ 6 lạng rồi mà. Nãy thấy trong đặng nó hơi tối mày. Mà con này chắc không được đại đâu, vô hành nhất à. Sướng sướng. Quá phê rồi cả nhà. Bắt đi, anh bắt. Cái này cho anh bắt. Cho ông Hoàng nó cầm máy bay, máy quay mình bắt nha. Ôi nắng quá, sảng luôn rồi. Nói chuyện lộn tiếng các bạn, ngồi thích ga nhất ta. Quay từ từ thôi, quay chậm thôi. Bắt hèo chưa?
này chắc khoảng 700 gram. Nó trong lòng mà nó khè thấy ghê quá nha. Nó nhỏ này là hung lắm á. Cái lứa này nè. Săn ra áo xuống này canh táp chúng áo không chúng tay. Trời ơi, quá đơn giản ha. Dè không? Mấy hào đa số dính là toàn là thấy dè. Gắn trong hang mới ra. Ôi, nó bắn tùm đáy tùm lum rồi cả nhà. Bắn nó lại tùm lum. Con hào này cũng vô lâu hết là cái đầu chạy hết trơn. Còn nó xiết cái đuôi nè. Bên này nắng quá nói chuyện lộn xộn nha. Mặt mày là mồ hôi không rồi nè. Cái ngựa. Anh em bẫy gắn nắng quá thì ghê, khóc mưa quá thì gắn nó không chạy. Vậy mà mấy anh bẫy tặc nó còn không tha nữa. Thấy bẫy là lấy, thấy bẫy là bẫy lấy. Khu này nãy giờ mắc 3-4 cái vậy cả nhà. Còn mấy cá chạy cũng mấy con gắn rồi. Nó cắn vào tay luôn. Con ngựa chừng 4 lạng. Vô vỏ lưới. Tháo nón xuống lau mồ hôi trên mặt chứ sao đổ mồ hôi vậy? Nắng quá. Không có ngựa cũng. Còn ngựa. 4-5 lạng. Chụp câu đó. Chạy hả em? Chạy đâu em? Trời ơi, con này dè nè. Ồ, con chà bá luôn rồi đó nha. Bắt dè ra coi. Vô vỏ lưới luôn. Con hành này mới phê nè. Hay chụp hình một bôi nữa coi. Ủa. To dữ nè. Wow. Quá phê nha. Con này chừng 8 lạng, 8 lạng rưỡi à. Cắn đực cái đuôi dài thòn nè. Còn con nữa. Đuôi dài thòn nha. Ừ. Ôi nó bắn đáy kìa. Vô vỏ lưới. Cái bẫy tiếp theo mình sẽ quay chia sẻ tiếp luôn. Ông Hoàng bắt gắn ra là tổng kết thành quả luôn cả nhà. Nãy giờ thì điện thoại mình sắp hết pin, mình không có quay luôn. Mình giờ cũng thăm xong rồi nè. Hôm nay đem theo chuột cũng không đủ luôn cả nhà. Dính quá dính là dính hết chuột. Không đủ chuột thay luôn. Mấy cái bẫy này thì mình rút về luôn đâu. Để ngày mai mình có chuột thì mình vô chuột mình đặt thêm. Đặt lại. Nãy giờ còn dính mấy con gắn chưa bắt qua. 6 con. Đây cả nhà. 6 con gắn. Mấy con ngựa mấy con hành. Như là 3 con ngựa vậy. 2 con hành với 1 con hèo nữa cả nhà, với mấy con ngựa. Rồi bắt đi. Điện thoại còn có 9% pin nè. Tranh thủ bắt cho nhanh đi. Rồi quay rồi tắt nguồn luôn á. Nay điện thoại mình không có sạc cả nhà. Quên sạc. Con hành nhì đó cũng khá là ngon á, con hành nhì đó. 5 lạng rưỡi. Quá tiếc là mấy cái bẫy dính là điện thoại mình hết pin, mình không quay không có được nữa, cả nhà thông cảm nha. Con này to á, thiếu điều vô nhất luôn á, khoảng 5 lần rưỡi á. Trời ơi, không có chút. 5 lần rưỡi 6 lạng, 5 lần rưỡi à, 6 lạng chắc yếu rồi. Sạch da chứ. Con nó vô lâu, khô da hết.
Tóc hành đấy, điện thoại sắp hết pin rồi. Trời nắng quá chẹt, chuột nãy giờ cũng chết hơi nhiều cho nên thiếu chuột luôn. Cũng khá là ngon. Hành nhì không, hôm nay hành nhì không có hành ba đâu hình như. Có con hành ba nãy nó bắt ra luôn này, không có quay. Quýnh trơn cả nhà. Tròn hoàng bắt nhánh, bắt nhanh nó không nhanh, nó càng chậm thêm. Ta vô kiểu đó bắt nó càng níu nó càng vô trong đó, được chêm hôm thì năm làng nhì ngon ngon không. Nắm gần cái đầu nó mới để nó vô được. Hôm nay trúng rồi cả nhà, khoảng 5-6 kg á. Nó cắn đừng có giật, giật cà tét cái thịt luôn á. Giờ nó cắn cũng hết sợ rồi vậy. Tí nữa mình về mình vệ sinh bẫy sao? Tranh thủ bắt ra đi. Kêu gắn cắn đừng có giật, giật nó tét rồi, đâu có giật. Ngựa cũng mấy gì to cả nhà, ngựa 4 lạng 5 lạng không. Mình cũng vừa về tới nhà mọi người ơi. Nãy đang quay thì cái điện thoại mình nó đang hết pin. Số 7 này thì bị chết chuột, mình lấy về nè. Còn thành quả hôm nay, Tẩu Hoàng cầm lên đó Hoàng. Hôm nay chắc khoảng 6 kg á, quá là em luôn. Rồi video của mình thì cũng xin kết thúc lại tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau luôn. Hoàng chào tạm biệt cả nhà á. Chào tạm biệt cả nhà nha. Chào.